Chào mọi người. Tối nay mình đang ở phố cổ Hội An nha cả mọi người. Mình đang ở phố cổ Hội An. Mình đi một vòng cho các bạn xem phố cổ Hội An có gì nha. Quá đẹp ở Sơn ơi. Cổng đẹp quá Sơn ha. Bà đi cho nó đi, bà đấy nhập số không tám, bà đưa máy của bà đi. Bà đi. Bà đứng vô đây tôi chụp cho 8. 8. Bụng đẹp quá Xuân ơi. Rồi đi qua ra ngoài đường. Đấy,
Một số hình ảnh phố cổ ban đêm. Hết chưa? Có cầu qua sông không? Thổi biên cho con. Ờ, thêm con khác nữa mới cho mấy con. Có hai con, Thổi biên có chạy ra hoàng không nha? Để bình nhà nó chạy ra. Con chó vậy. Thấy con chó không? Chó đi. Ờ, chó. Dễ thương quá. Đâu chó chạy đi. Ờ, đi xuống coi. Bỏ xuống coi. À, nó không đi hả? Nó không đi hả? Chết. Đó, đó, đó. Đấy, hai con nào đẹp? Con nào nó xanh mình vẽ. Con nào nó xanh mình vẽ. Con nào nó. Nhưng mà con này ban đêm mới đẹp còn con đó. Con này đèn nó có sáng mắt không nè? Không, con heo mà nó không sáng mắt rồi, nó sáng mắt mình thôi. Đó. Thôi lấy con heo cho cô đi, sợ nó không chịu con chó quá. Bật đèn lên, bật đèn có chạy không? Bật đèn lên có chạy không? Rồi. Yeah.
sáng trên cái nóc dập trên đây nè, sáng trên cái chõm đầu à. Là bộ nước mặt lên thì được. Đó, bán gì đó.